Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lan rộng và bùng phát mạnh mẽ ở một số quốc gia, thì các sân golf ở trong nước đều đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp đối phó cần thiết. Một trong số đó là sân golf Đầm Vạc tại Vĩnh Phúc. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, sân golf Đầm Vạc đã kích hoạt các chương trình đối phó với dịch ở mức cao nhất, theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Hàng tuần, toàn bộ các vị trí trên sân golf như nhà câu lạc bộ, kiosk hay nhà caddy đều được phun khử trùng bởi cán bộ chuyên môn của Trung tâm Y tế Dự phòng. Bên cạnh đó, ban quản lý sân cũng đã có những quyết định cứng rắn trong vấn đề nhân sự. Động tác đầu tiên của chúng tôi là phân loại thành phần nhân viên, địa chỉ lưu trú của họ ở quanh khu vực là trung tâm dịch. Các nhân viên lớn tuổi có sức đề kháng yếu thì đã được sân golf giải quyết cho nghỉ từ sớm. Để bảo đảm quyền lợi và công bằng với các nhân viên này thì chúng tôi đều bảo đảm chi trả 100% lương cho họ mặc dù là họ vắng mặt trong công việc sân golf. Bên cạnh phun khử trùng định kỳ thì tất cả cán bộ, công nhân viên trong toàn bộ sân golf đều đã được kiểm tra sức khỏe trong thời gian qua và 100% đạt sức khỏe tốt. Cùng với đó, công tác phòng chống dịch bệnh vẫn được cán bộ, công nhân viên tại đây nâng cao ý thức và thực hiện chỉn chu nhằm đảm bảo tối đa cho sức khỏe của các golfer đến sân. Chúng tôi rất là tin tưởng ở những biện pháp phòng chống dịch rất là hiệu quả và có thể gọi là tuyệt vời của chính phủ Việt Nam cũng như là tỉnh Vĩnh Phúc và bản thân cái sân golf Đầm Vạc đây. Ở đây có những cái biện pháp phòng chống rất là tốt. Các cháu caddy thì đều găng tay. Thế còn bản thân khi chúng tôi chơi golf ở đây thì chơi ngoài trời thì cái xác suất là nó lây nhiễm rất là ít. Chúng tôi rất là yên tâm. Ở thời điểm hiện tại, sân golf Đầm Vạc đã dừng việc đón nhận các đoàn khách tour du lịch, các khách hàng đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ đang bùng phát dịch COVID-19. Ngay cả các hội viên nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam khi đến sân Đầm Vạc cũng sẽ phải trình hộ chiếu để chứng minh trong 30 ngày qua họ không đi đến hoặc quá cảnh ở các khu vực bùng phát dịch.